Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một sàn deck trên trên hệ sinh thái của ICP. Thì đây là sàn deck đầu tiên trên hệ sinh thái của ICP Internet Computer. Các bạn có thể lên đây để trải nghiệm một main deck của dự án vừa mới ra đây nha. Chúng ta có thể đọc thông chút thông tin về dự án ở trên con 68. Thì sàn deck này là sàn deck đầu tiên trên Internet Computer, tức là hệ sinh thái của ICP. Sàn deck này có tham vọng là định nghĩa lại không gian đề phi. Rồi, ok. Vào ngày 23 tháng 1 vừa rồi thì phiên bản đầu tiên của sàn deck Sonic đã chính thức đi vào hoạt động và người dùng có thể trải nghiệm sàn deck này nhé. Chúng ta có thể vào trải nghiệm để xem tốc độ của sàn deck hay là những ưu điểm của nó, xem nó có gì vượt trội hơn những sàn deck bình thường hay không. Ok, thì sàn deck này có hỗ trợ rất nhiều cặp giao dịch như ICP trên DUP ICP, ICP trên XTC và DUP ICP trên XTC. Rồi, các bạn có thể lên đây để đọc thêm thông tin về dự án. Nói chung đây là một sàn deck đầu tiên trên hệ sinh thái của ICP, thì là một dự án rất là tiềm năng. Các bạn có thể lên trải nghiệm giao dịch, biết đâu có thể sau này có thể nhận được airdrop của dự án nhé. Rồi, thì đây là giao diện của sàn deck. Các bạn có thể ấn link ở phía dưới phần mô tả của mình để vào trải nghiệm. Rồi, để trải nghiệm được dự án Sonic này thì các bạn cần có những điều sau. Thứ nhất là ví Flux này thì các bạn có thể cài trên trình duyệt Chrome. Cài khá dễ, chỉ cần tải về rồi cài là được, như ví ví MetaMask luôn. Rồi, còn về và các bạn phải có đồng ICP nữa. Đồng ICP thì mình ở đây mình đã nạp vào một ít đồng ICP để trải nghiệm dự án. Các bạn có thể lên Coin Market Cap để xem giá đồng ICP hiện tại là bao nhiêu và nơi mua. Thì đây các bạn có thể có ICP. Hiện tại thì giá đồng ICP đâu đó khoảng 22.68 đô, khá là rẻ nhá. Trước kia thì nó rất là cao bởi vì đồng ICP này là một đồng rất là nổi tiếng. Khi mới lít sàn Binance thì giá nó rất là cao nha. Trở thành một con top luôn, vừa lít đã trở thành một con top. Rồi, các bạn có thể mua đồng ICP này ở Binance này, Coinbase này, hầu như tất cả các sàn lớn đều có đồng đồng ICP này, các bạn có thể mua. Sau khi mua rồi thì các bạn mua đồng ICP rồi thì các bạn có thể chuyển qua VFLUX này qua mảng ICP, thì phí chuyển rất là rẻ, chỉ dưới 1 đô thôi, tầm 0,0 mấy đô một lần chuyển, rất là rẻ luôn. Mình đánh giá mảng ICP này một mảng có tốc độ chuyển nhanh và phí rẻ nha. Mình đã trải nghiệm rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, các bạn khi chuyển từ sàn qua thì các bạn sẽ sử dụng địa chỉ ví ở đây nhé, địa chỉ ví này. Còn không sử dụng địa chỉ ví này nhé, sử dụng địa chỉ ví này. Địa chỉ ví này là dùng để giao dịch giữa các sàn với nhau, các sàn sàn tập trung. Còn địa chỉ ví này là để giao dịch giữa các ví với nhau, tức là ví Flux này sẽ sử dụng để địa chỉ ví này. Các bạn muốn giao dịch đồng ICP giữa các ví với nhau sẽ sử dụng địa chỉ ví này nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm dự án. Đầu tiên mình sẽ connect ví Flux. Rồi, ấn allow này. Rồi, đầu tiên mình sẽ chuyển từ ICP sang DUP ICP. Mình sẽ swap, chuyển qua, ấn swap. Thì các bạn sau đó các bạn ấn confirm. Rồi, thì mình khá thấy mảng sàn deck này chuyển rất là nhanh nha. Đúng với những cái tên Sonic của nó, một tên nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng đúng không, một chú sóc chạy rất là nhanh, thì sàn deck này cũng hướng tới mục tiêu là trở thành một trong những sàn deck nhanh nhất và có chi phí swap rẻ nhất. Thì phí ở đây mình đánh giá phí của sàn deck này cực kỳ rẻ luôn, rẻ giá cạnh tranh so với những sàn khác luôn, và tốc độ của nó thì cực kỳ nhanh nên là rất là tuyệt vời. Các bạn có thể lên đây để trải nghiệm.
và sau này các bạn có thể giao dịch ở trên này. Ok thì các bạn có thể lên đây để trải nghiệm nhé. Rồi mình chúng ta sẽ chờ giao dịch một chút. Chúng ta sẽ chờ giao dịch một chút rồi. Rồi sau khi chuyển từ ICP sang DUP ICP, mình sẽ chuyển từ DUP ICP sang XTC. Ok, mình sẽ chuyển thử một đồng nhé. Rồi. Thì các bạn nên ấn nút này này để keep XTC lên Sonic after swap, tức là chúng ta sẽ lưu giữ những đồng con chuyển này trên sàn luôn, không chuyển về ví để cho tốc độ nó sẽ nhanh hơn nhé. Rồi. Ấn confirm thì chuyển. Rồi thì sau khi chuyển xong, chúng ta có thể coi hoạt động, tất cả hoạt động ở đây, hoạt động giao dịch của chúng ta ở đây đấy. Rồi đây là thông tin mà những đồng token chúng ta sở hữu ở đây, và chúng ta có thể add thanh khoản đây. Chúng ta sẽ clear position, tức là add thanh khoản. Thì việc add thanh khoản này giúp cho dự án mượt mà hơn. Ok, mình sẽ add thanh khoản đấy, mình sẽ thử một đồng thôi, một đồng. Mình sẽ thử 0,5 nhá, 0,79 đi. Rồi, ok, ấn ấn đây confirm là chúng ta sẽ ép thanh khoản được. Rồi xong. Chúng ta sẽ chờ một tí để nó ép thanh khoản nhé. Thì việc ép thanh khoản này sẽ giúp cho dự án có nhiều chi phí hơn để trang trải nhá, sẽ nhiều lựa chọn hơn. Việc ép thanh khoản sẽ giúp swap các giao dịch, swap bằng những người sử dụng khác mượt mà hơn. Rồi mình sẽ tiếp theo là nếu các bạn muốn gỡ thanh khoản này ra thì chúng ta sẽ ấn vào đây đấy và ấn 100%. Rồi chúng ta sẽ remove. Chúng ta sẽ remove là chúng ta có thể gỡ được nha. Ok. Rồi, vậy là chúng ta đã gỡ ra, chúng ta có thể thấy token ở đây. Rồi, ok, mình đã hướng dẫn các bạn làm vừa giao dịch trên này, trên sàn DEX này, và mình đánh giá sàn DEX này là một sàn cực kỳ là giao dịch rất là nhanh, và một sàn DEX rất là tiềm năng có thể phát triển trong tương lai. Ok thì các bạn có thể lên Twitter của dự án để theo dõi thêm thông tin của dự án và quảng bá thêm cho dự án nha. Đầu tiên đây, chúng ta có thể lên like để Twitter cho dự án. Đây mình đã like và tweet cho dự án. Dự án này hiện tại Twitter của nó đã có 34.000 người theo dõi rồi. Rồi chúng ta có thể vào Discord của dự án. Discord ở đây. Các bạn có thể vào link Discord của dự án ở đây. Vào để trải nghiệm. Đây, có nhiều phần đây. Các bạn có thể feedback cho dự án để có cơ hội nhận airdrop nha. Nhưng lỗi nào phát hiện lỗi thì có thể feedback cho dự án. Ok. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn về giới thiệu về dự án, Sonic, một dự án sàn DEX cực kỳ tiềm năng. Nếu các bạn cảm thấy video